Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển giao thông nông thôn là tiêu chí được huyện Di Linh coi trọng để phát triển. Để làm được điều này, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện luôn phát huy tốt quy chế dân chủ, lấy vai trò nhân dân làm chủ thể, để người dân đoàn kết chung sức với nhà nước xây dựng chương trình nông thôn mới. Tuyến đường giao thông của thôn 7 xã Đinh Trang Hòa có chiều dài trên 1 km. Trước đây việc đi lại trên con đường gặp nhiều khó khăn, nhưng bây giờ được đầu tư khang trang. Một trong những yếu tố để làm nên thành công đó chính là phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở. Khi mà mình vận động bà con đóng góp tiền của công sức thì bà con rất là đồng tình. Cho dù nó có khó khăn về kinh tế một chút nhưng mà bà con rất là vui vẻ đóng góp. Như một làn gió mới, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Di Linh được người dân hưởng ứng thực hiện. Thực tiễn từ phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình. Điều này được thể hiện rõ về diện mạo nông thôn mới, từ đời sống nhân dân, trường học, trạm y tế đến những con đường. Nếu như không có sức dân, khi các đầu tư thì không có cái tiền để đền bù giải phóng mặt bằng. Vấn đề hiến đất hiến cây trồng, nhân dân phải tự nguyện. Như thế thì phải được cái sự đồng thuận của dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ lấy nhân dân làm chủ thể trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới được cấp ủy chính quyền ở Di Linh đặt lên hàng đầu. Nhiều xã mặt tế đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng khi có chủ trương của nhà nước, qua 5 năm xây dựng, Di Linh đã xây dựng được đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư trên 300 tỷ đồng, cần đóng góp gần 40 tỷ, đồng thời tham gia ngày công lao động, hiến đất, hiến cây, xây dựng công trình. Đối với người dân, phải nói trong thời gian qua là đối với huyện Di Linh là phải nói là người dân ủng hộ rất là cao. Các tuyến đường trên đã đi vào sử dụng, đã mang lại một cái bài học quan trọng. Hết sức quan trọng mà chúng tôi rút ra được trong cái quá trình thực tiễn trong vấn đề là gì, tuyên truyền vận động quan trọng nhất, nếu không động viên khéo thì bà con nhân dân sẽ không thực hiện. Đấy, cho nên là chúng tôi với quan điểm rất rõ ràng là cán bộ đi trước, nhân dân theo sau. Ngoài ba xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, Di Linh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu năm 2018 đạt huyện nông thôn mới. Cùng với sự đầu tư của nhà nước thì chính sự chung tay của nhân dân là hết sức quan trọng. Điều này sẽ góp phần làm nên thành công chương trình nông thôn mới trong thời gian tới của địa phương. Mọi hoạt động của giáo viên đều tập trung vào một căn phòng nhỏ mượn làm phòng học. Riêng thư viện vừa là phòng truyền thống của nhà trường cũng rất chật chội. Khoảng 1/3 học sinh toàn trường là con em hộ nghèo nên điều kiện ra lớp còn nhiều khó khăn.